Ngôi nhà thiếu thốn đủ bề, chỉ có 2 chiếc thùng nhỏ đựng nước để dùng. Một chiếc bình to chứa nước mưa đã hư hỏng, phải vá lại bằng xi măng, nhưng vẫn dỉ nước cũng gần như là cạn khô đáy. Mỗi năm ở nơi chị Trần Thị Mỹ Loan sinh sống, thường có đến 6 đến 7 tháng trời khô hạn. Nhưng nhà lại chẳng thể tự chủ bất cứ nguồn nước nào. Tình hình đặc biệt trở nên tồi tệ trong năm 2020. Nước uống thì em mua, còn mà nước giếng thì để em nước giếng thì em nó ăn nó cầm nó nước. Cuộc sống bình thường đã khó, khi xảy ra dịch Covid-19, cái khó còn tăng gấp bội phần. Nhờ sự hỗ trợ của Nhật Bản và UNDP, chỉ cùng 1.500 hộ nghèo khác ở Ninh Thuận, Bình Thuận và Cà Mau đã được nhận những hỗ trợ thiết yếu. Em thích hai cái, còn cái kia thì mình để dùng nước thì mình cũng thấy cũng mừng. Còn cái còn quà này thì để mình dùng vệ sinh cho em bé, hai cái nhà mình khi đi đâu mình có khẩu trang mình bịt thì mình cũng giữ cái vệ sinh an toàn cho mình. Tại vì có cái thùng này là mình có cái thùng mà để mà chứa nước mưa để mà mình uống cho nó đỡ. Bộ dụng cụ bảo vệ cá nhân cùng bồn chữ nước sạch có dung tích 1.000 lít là một phần của gói hỗ trợ ứng phó do Nhật Bản tài trợ nhằm giúp người dân Việt Nam phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19. First, I think it's a basic need for families to have access to clean water. If they can store this water at their home, they'll have better chances of staying, keeping the hygiene in their families and preventing diseases like COVID and other health problems. Secondly, as UNDP and as the United Nations, we are committed to making sure that no one is left behind, and especially those who are vulnerable and have problem accessing to these basic facilities. Những gì mà người dân ở Ninh Thuận, Bình Thuận và Cà Mau đã nhận được lớn hơn một món quà. Sự giúp đỡ quý báu của Nhật Bản và UNDP đã giúp chị Loan cùng nhiều gia đình tự bảo vệ khỏi dịch COVID-19 và những tác động của hạn hán và xâm nhập mặn.